Thời gian qua, nhiều chương trình chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ đã được ưu tiên đưa về cho các địa phương khu vực miền núi phía Bắc. Tuy nhiên, để biến những hỗ trợ này thành động lực phát triển, nâng cao chất lượng, năng suất, nông sản theo hướng bền vững, lâu dài, vẫn cần cách làm năng động, sáng tạo, phù hợp của các cấp ủy, chính quyền sở tại để không lãng phí sự đầu tư của Đảng và Nhà nước. Lai Châu có thế mạnh về phát triển cây dược liệu, cá nước lạnh, cây nông nghiệp lâu năm, nuôi trồng thủy sản, phát triển các sản phẩm đặc hữu ôn đới. Do đó, nhiều chương trình đề án hỗ trợ đã tập trung vào các loại cây trồng vật nuôi này để hướng dẫn người dân chuyển đổi từ trồng lúa, ngô, sắn sang các mô hình mới nhiều tiềm năng. Huyện Sìn Hồ với địa thế cao, khí hậu lạnh, những năm trở lại đây được biết đến là nơi thích hợp cho cây dược liệu sinh trưởng. Năm 2018, dự án trồng cây đương quy được triển khai với quy mô 8 hectare, kinh phí 500 triệu đồng. Hiện nay, nhân dân đã tự nhân rộng được khoảng 70 hectare với năng suất trung bình 12 tấn trên 1 hectare. Áp dụng khoa học kỹ thuật trong cái việc là một là cái nhân giống, thứ hai nữa là trong cái việc mà phủ cái lưới ni lông ở dưới gốc để một là nó hạn chế cái thoát hơi nước, hai nữa là hạn chế cái cỏ dại mọc. Để việc áp dụng này nó sẽ hạn chế, nó giảm được cái ngày công lao động của bà con, thế mà nó cũng không bị mưa trực tiếp và hạn chế cái thối gốc. Đấy cũng là một cái ứng dụng vào trong những năm qua chúng tôi thấy là bà con, giúp cho bà con nhân dân triển khai đang tương đối mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, vì chưa có doanh nghiệp hay hợp tác xã chủ trì liên kết bao tiêu sản phẩm nên đầu ra vẫn bấp bênh. Người dân không dám mở rộng quy mô sản xuất. Sản phẩm tươi được thương lái thu mua 100%, do đó giá thành không được cao. Một số công ty dược nọ kia thì cứ bảo riêng dược là phải mua khô, thế thì người ta mới lấy được, chứ mua tươi về người ta không làm được. Chứ nếu mà làm được như thế thì quá tốt. Thế nhưng mà tôi chủ yếu đi về giống, một năm làm ra tạ giống thì nó mất rất nhiều công. Một là phải mua được cái máy là để sấy, hai phải có dàn sấy, thì mình nhập khô, thì là mình ăn tận gốc tận ngọn, thì là mình xuất được nhiều. Tỉnh Lai Châu cũng có cơ chế hỗ trợ cho công tác nghiên cứu. Tuy nhiên, mức hỗ trợ tối đa một lần không quá 500 triệu đồng cho một mô hình, nhưng hiện cũng rất ít doanh nghiệp, hộ gia đình tiếp cận được. Từ khoa học đến ứng dụng thực tế cần có thời gian thử nghiệm nhất định, cho nên nhiều người cũng chọn lối đi tắt hoặc dựa vào kết quả phương pháp khoa học đã có sẵn trước đó. Một số người tích cực lại thiếu vốn đầu tư dài hạn và mở rộng quy mô. Có thể thấy, nhiệm vụ ứng dụng khoa học công nghệ tại vùng đặc biệt khó khăn còn hạn chế về kinh phí, cho nên việc triển khai nghiên cứu, tiến độ và kết quả thực hiện bị ảnh hưởng. Đây lại là những nơi có địa bàn hiểm trở, nên nếu đầu tư máy móc, thiết bị sẽ tốn nhiều chi phí, đưa vào sử dụng cũng không được thuận lợi như ở các vùng bằng phẳng. Hỗ trợ ở đây không phải hỗ trợ toàn dân, mà chủ yếu là hỗ trợ cho hộ nghèo. Thì đã gọi là hộ nghèo thì rất khó. Một là đất họ không có nhiều, không có đất thì mới nghèo. Họ làm thì nó cũng không được mấy vì đất cát họ ít, thì ai chỉ dòng ít ít. Thế thì mà chia cho mỗi người một ít thì cũng không được nhiều. Địa hình đi lại rất là khó khăn. Cái thứ hai nữa là cánh đồng thì nó không liền vùng liền khoảnh. Chúng ta chủ yếu là ruộng bậc thang và nương có độ dốc tương đối, nên việc đưa cơ giới hóa vào thì nó cũng bị hạn chế. Định mức hỗ trợ thấp, trong khi việc duy trì các mô hình cần thời gian dài để đầu tư, nhất là với cây trồng dài ngày, thì ngoài kinh phí, người dân rất cần thời gian tổ chức lại sản xuất, kết nối thị trường. Trường hợp gia đình bà Giàng Thị Sử được hỗ trợ từ dự án trồng chè, gia đình đã chuyển đổi được 3 hectare. Với diện tích như vậy, đề án kỳ vọng đưa lại thu nhập trên 200 triệu đồng mỗi năm cho hộ dân. Tuy nhiên, trên thực tế, lợi nhuận mang lại chỉ khoảng 20 triệu đồng trên 3 hectare. Gia đình không đủ khả năng tự mình thu hái, trong khi tiền công đi thuê lại cao, cộng với việc không có cơ sở chế biến, dẫn đến chè chưa kịp thu hoạch thì đã quá lứa, sâu bệnh. Thời gian và kinh phí hỗ trợ của dự án có hạn, trong khi chè là cây lâu năm, gia đình không đủ khả năng để đầu tư thêm nên phải chấp nhận năng suất, giá trị thấp. Nhà tôi thì có cái diện tích chè nhưng mà không có nhân lực để hái, thế là ảnh hưởng đến cái chè, nó chỉ là hái bằng tay thôi, thì cũng một ngày nó chỉ là hái được, một người giỏi nhất là chỉ được 30 cân đến, cũng là nhanh lắm rồi đấy, 20 đến 30 cân thôi. Quá lớn đi,
thế là cũng không hái kỳ, thế xong là lại lấy máy cắt đi, xong là ảnh hưởng đến cái diện tích chè già đi thì công ty lại không mua. Qua đánh giá, không chỉ ở Lai Châu mà nhiều tỉnh miền núi phía Bắc khác, đặc biệt là địa bàn các dân tộc thiểu số sinh sống, việc ứng dụng khoa học công nghệ hiện mới chỉ dừng ở việc chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi giúp cải thiện đời sống, thu nhập mà chưa tạo ra được sản phẩm hàng hóa hay vùng nguyên liệu phục vụ thị trường. Dự án hết, mô hình hết thì mọi thứ cũng dừng, không có hoặc có rất ít sự phát triển, tái đàn, tái sản xuất. Tiềm lực của đồng bào dân tộc thiểu số ở đây khó để duy trì mô hình nếu không có sự hỗ trợ, chứ đừng nói đến xây dựng một mô hình quy mô lớn. Hết cái nguồn vốn của Đảng và Nhà nước thì bà con nhân dân cũng không có cái nguồn vốn để phát triển tự bản thân vươn lên. Thì cái mới đấy là cũng một cái khó khăn. Và cái khó khăn thứ hai là cái nhận thức của bà con nhân dân còn hạn chế trong quá trình triển khai và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất thì cũng gặp nhiều khó khăn. Từ năm 2018 đến nay, đã có 164 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia được triển khai ở Trung Du và miền núi phía Bắc. Tuy nhiên, thực tế hiệu quả còn thấp và mang tính nhất thời, chưa tác động sâu rộng tới người dân và hoạt động của hệ thống chính quyền. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, số lượng dự án phê duyệt phụ thuộc vào mục tiêu, nội dung của chương trình nông nghiệp miền núi và tình hình ngân sách bố trí hàng năm. Cho nên, chỉ đáp ứng được một số lượng nhất định đề xuất dự án từ địa phương. Do đó, các địa phương cần chủ động linh hoạt trong việc sử dụng nguồn hỗ trợ. Tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, trong đó khuyến khích liên kết giữa người dân và doanh nghiệp, vừa bao tiêu được sản phẩm đầu ra, vừa tạo ra được vùng nguyên liệu hàng hóa, và quan trọng hơn là mối liên kết đó bền vững hơn. Trong quá trình liên kết, doanh nghiệp sẽ đầu tư sâu hơn cho người dân về quy trình kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất chính những sản phẩm mà thị trường cần. Tỉnh Bắc Cạn được đánh giá cao trong việc sử dụng chính sách của Trung ương để hỗ trợ cho các hợp tác xã có tiềm năng, nguồn lực lớn nhằm nghiên cứu hoàn thiện các sản phẩm về mẫu mã, bao bì, truy xuất nguồn gốc, mã số, mã vạch, phát triển thêm các chỉ dẫn địa lý. Hợp tác xã Miến Song Tài Hoan là một ví dụ điển hình cho việc đầu tư có trọng tâm bài bản. Từ sự hỗ trợ của địa phương, hợp tác xã đã xây dựng được quy trình sản xuất khép kín, đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm để xuất khẩu sang những thị trường nghiêm ngặt như Mỹ, châu Âu. Hợp tác xã cũng được một cái giấy truyền sản xuất do cái một cái quỹ gọi là cái quỹ APIP của dự án của CSSP là được đầu tư một cái dây chuyền khép kín, chú trọng về cái khâu an toàn thực phẩm và về cái mẫu mã bao bì. Và hiện nay hợp tác xã, cái sản phẩm hợp tác xã cũng đã đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia. Tráng miến rồi là hệ thống sấy miến cũng đã giúp cho hợp tác xã giảm đi cái nhân công. Cái chất lượng sản phẩm nó cũng được tăng lên bởi vì là nó sẽ đều hơn. Mà nó sẽ không giống như kiểu mình thực hiện việc thủ công. Hợp tác xã sẽ đảm nhận việc liên kết với người dân, hướng dẫn khoa học kỹ thuật, đồng thời bảo đảm về đầu ra sản phẩm, xây dựng thương hiệu. Điều này khó mà làm được nếu đầu tư riêng lẻ vào các hộ dân. Họ không có tiềm lực cũng như hiểu biết về khoa học công nghệ để phát triển mô hình được như hiện tại mà hợp tác xã đang triển khai. Trước đây thì bà con chỉ trồng theo kiểu tự phát của địa phương. Nhưng từ lúc mà có cái đề tài khoa học hướng dẫn cho bà con cái cách trồng nguyên liệu thì bà con có thể là trồng được cả soi bãi hoặc là ruộng thì có thể lên luống. Cho nên là như hiện nay thì là bà con trồng theo hướng là lên luống thì cái sản lượng tăng lên tương đối. Trước kia thì chỉ được 500-600 cân trên một ngày nhé. Hiện nay có thể là sản xuất lên được từ 2 tấn tới 2 tấn rưỡi trên một ngày. Hợp tác xã Tài Hoan phát cho cái phân hữu cơ được ủ từ bá rong với lại phân chuồng ấy. Xong rồi cộng với phân chuồng của nhà gia đình nữa. Tạo nên cái rong này thì là rong hữu cơ ạ, không có phân hóa học ạ. Bây giờ được tập huấn rồi thì được lên luống cao. Xong là trồng theo kỹ thuật nên là năng suất nó cao hơn. Trung bình 1.000 m2 thì được tầm 6 tấn rưỡi đến 7 tấn ạ.
Cùng với đó, tỉnh Bắc Cạn cũng nghiên cứu lựa chọn những cây trồng vật nuôi có tiềm năng nhưng phải phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, có thể phát triển lâu dài chứ không mang tính thời vụ hoặc dễ bị ảnh hưởng bởi sự biến đổi của thời tiết. Điều này nhằm hạn chế tình trạng mà nhiều địa phương vùng núi phía Bắc gặp phải là mất mùa, thiên tai hay hiện tượng thời tiết cực đoan làm giảm năng suất, thiệt hại lớn cho người dân. Các doanh nghiệp, hợp tác xã trên cơ sở đó mới có thể đầu tư chăm sóc cây trồng vật nuôi theo tiêu chuẩn quốc tế có giá trị kinh tế thực sự cao. Cây nghệ này thì thời gian sinh trưởng nó cũng rất dễ trồng, nó không sâu bệnh. Mà hầu như là nghệ ở Bắc Cạn là nó thuận theo tự nhiên. Thế mà bà con có thể là trồng xen canh cũng được. Công ty đã kết hợp với bà con nông dân để xây dựng một cái vùng trồng đạt chuẩn gà CPWHO. Và hiện tại bây giờ thì công ty cũng đang làm một cái mô hình mẫu gần 20 hectare nghệ đạt tiêu chuẩn hữu cơ. Phụ thuộc vào từng cái dự án, từng cái đề án và từng cái loại nguyên liệu sản phẩm mà bà con thực hiện theo các cái đề án thì có thể là có những cái đề án nó không hợp với địa phương thì cũng không thể thực hiện được. Còn tuy nhiên thì có những cái đề án mà nó hợp với vùng nguyên liệu cũng như là khí hậu của địa phương thì bà con vẫn thực hiện theo các cái chương trình đề án và áp dụng cái phần khoa học kỹ thuật và kỹ thuật vào thực hiện. Khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương, cách làm mà nhiều địa phương miền núi phía Bắc đang làm là hướng dẫn người dân từng bước thay đổi nhận thức, tiếp tục thâm canh tăng vụ, nâng cao hệ số sử dụng đất và giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp. Đây cũng là cách nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Hiện tại bây giờ là công ty đã gắn chip vùng trồng. Đấy, kể cả cái liên doanh với bà con là tôi gắn chip vùng trồng. Bởi vì sau này cái khách tiêu dùng ở nước ngoài, khi mà người ta cầm đến sản phẩm, người ta mở, người ta biết là cái sản phẩm này được vùng nguyên liệu trồng ở đâu. Từ cái cây trồng của bà con, nếu như mà mình bán được ra thị trường, mà xuất khẩu được thì cái giá trị nó có thể lên gấp 10 lần. Với hướng đi đó, Quỹ Hỗ trợ Phát triển Hợp tác xã tỉnh Bắc Cạn hiện tập trung giải ngân cho 30 lượt hợp tác xã được vay vốn với tổng số tiền hơn 3,3 tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp cũng chủ động ứng dụng khoa học công nghệ thông qua các hợp tác xã, tổ hợp tác để xây dựng vùng nguyên liệu. Bên cạnh đó, việc chọn, đặt hàng, xét duyệt được thực hiện chặt chẽ đi đôi với việc xây dựng quy chế ứng dụng nhân rộng. Bắc Cạn thực hiện chặt chẽ trong khâu lựa chọn hợp tác xã, nhóm hộ, tổ hợp tác tham gia nghiên cứu, ứng dụng để họ có thể áp dụng được ngay. Ứng dụng khoa học công nghệ vào những cái ngành hàng mà sản phẩm mà tỉnh đã xác định là ngành hàng chủ lực. Ví dụ tập trung vào những nhóm sản phẩm cây ăn quả đặc sản, đặc hữu của địa phương, rồi cây công nghiệp, cây công nghiệp cây ăn quả lâu năm. Rồi các cái một số sản phẩm rau củ quả hoặc là công nghiệp để cây công nghiệp ngắn ngày để phục vụ cho cái chế biến, từ cái việc là tạo cái nguyên liệu ban đầu cho đến hoàn thiện cái mẫu mã bao bì, rồi thì cái công nghệ sơ chế biến sâu để nâng cao cái giá trị sản phẩm để đưa ra cái sản phẩm cuối cùng. Lựa chọn cái đối tượng để hỗ trợ phải thông qua là mô hình là tổ hợp tác xã, gia trại, trang trại hoặc là doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Có như vậy thì mới duy trì tổ chức triển khai thực hiện được. Cùng với đó, địa phương này cũng được đánh giá cao khi thường xuyên kiểm tra tiến độ, hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư vào các mô hình để bảo đảm các chương trình, dự án được thực hiện tốt. Nếu như qua quá trình kiểm tra, thanh tra hoặc là giám sát thấy rằng là quá trình triển khai thực hiện mà chưa phù hợp với cái dự án họ xây dựng thì cần phải đánh giá xem xét lại. Có thể nếu chưa triển khai phải chuyển sang thực hiện ở những mô hình khác. Có như vậy thì kể cả tổ hợp tác xã, trang trại, gia trại thì họ mới có trách nhiệm trong tổ chức triển khai thực hiện được. Các chương trình dự án ứng dụng khoa học công nghệ là đòn bẩy quan trọng thúc đẩy việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tuy nhiên, để có hiệu quả, cần sự nhạy bén của cấp ủy, chính quyền địa phương, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, gắn kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp, hợp tác xã với bà con nông dân,
đảm bảo tận dụng tối đa sự hỗ trợ của Trung ương, không để xảy ra tình trạng đầu tư thì nhiều mà hiệu quả không cao, gây lãng phí nguồn lực.